Báo Mỹ nêu dấu hiệu Ukraine có thể sắp rút quân khỏi Bakhmut. Moldova cáo buộc Nga muốn lật đổ chính quyền. Ba máy bay quân sự Nga bị chặn trên bầu trời Ba Lan. Mỹ phát hiện linh kiện điện tử đặc biệt trong khí cầu Trung Quốc. Mỹ lên tiếng vụ Philippines tố Trung Quốc chiếu la xe và tàu ở Biển Đông. Số người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt 37.000. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Bản tin Thế giới được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những diễn biến nóng về tình hình chiến sự tại Ukraine. Theo một quan chức thân Nga tại vùng Donetsk, lực lượng Nga sắp kiểm soát được Bakhmut sau khi giành được cứ điểm quan trọng ở làng Gora. Cố vấn lãnh đạo Donetsk, ông Jan Kagin hôm 13 tháng 2 cho biết, việc chiếm giữ Gora sẽ cho phép quân đội Nga thắt chặt kiểm soát việc tiếp cận Bakhmut. Trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Russia 24, ông Jan Kagin cho biết Gora là một trong những thành trì quan trọng để hướng đến việc kiểm soát Bakhmut. Ông Kagin nhấn mạnh, đây là chìa khóa cho một cuộc tấn công tiếp theo của Nga và chiếm giữ thành phố này. Pháo binh Nga hiện sắp kiểm soát được tuyến đường Chasovya, Bakhmut. Cố vấn lãnh đạo Donetsk khẳng định, chúng tôi đang tiến về phía trước và lực lượng đồn trú của Ukraine ở Bakhmut sẽ bị diệt vong. Tôi tin rằng họ hiểu điều này. Sớm muộn gì họ cũng sẽ đầu hàng Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga hôm 13 tháng 2 thông báo, quân đội Nga thông báo đã kiểm soát Krasnaya Gora ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, giới chức địa phương cho biết, Bakhmut đang phải đối mặt với hỏa lực pháo binh hạng nặng khi một cuộc tấn công lớn mới của Nga đã bắt đầu. Theo các quan chức quân đội Ukraine, quân phòng thủ Ukraine đã cầm cự trong nhiều tháng và họ đã sẵn sàng cho những cuộc tấn công trên bộ mới. Các vị trí ở Bakhmut đã được củng cố và chỉ những người có vai trò quân sự mới được phép vào. Trong khi đó, bất kỳ thường dân nào vẫn muốn rời khỏi thành phố sẽ phải bất chấp hỏa lực đang bắn tới, một phó chỉ huy tiểu đoàn của Ukraine cho hay. Tờ New York Times của Mỹ mới đây cũng đã chỉ ra dấu hiệu cho thấy Ukraine sắp rút quân khỏi thành phố Bakhmut, nơi Kiev và Moscow sẵn co quyết liệt trong nhiều tháng qua. Trước đó, trang tin Klimenko Times của Ukraine ngày 12 tháng 2 dẫn lời một chỉ huy của phía Kiev có mật danh là Madia cho biết quân đội nước này sẽ không cho phép dân thường, bao gồm cả tình nguyện viên và khu vực thành phố Bakhmut từ ngày 13 tháng 2. Chỉ những người có giấy phép đặc biệt mới có thể vào thành phố. Theo giải thích từ ông Madia, lệnh cấm là cần thiết để đảm bảo an ninh cho thường dân. Bình luận về động thái này, New York Times cho rằng, việc Ukraine không cho phép thường dân vào thành phố trào lửa có thể là dấu hiệu cho thấy Kiev sẽ rút khỏi Bakhmut vào thời gian tới. New York Times nhận định, quyết định của Ukraine dường như dựa trên thực tế là họ hiện không đảm bảo được an toàn bên trong khu vực, bên trong thành phố mà họ đang kiểm soát, ví dụ như các quận ở bờ tây sông Bakhmut. Phòng đoán của báo Mỹ đến trong bối cảnh Nga đang thiết lập thế trận gọng kìm để bao vây Ukraine ở Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 2 tuyên bố, các binh sĩ thuộc lực lượng quân sự tư nhân Wagner đã kiểm soát khu vực làng Krasna hora, một cửa ngõ ra vào tại ngoài ô phía bắc thành phố Bakhmut. Giới chức Ukraine thừa nhận, tình hình tại mặt trận Bakhmut đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi quân đội Nga đang khép chặt vòng vây và chặn hầu hết các tuyến đường tiếp viện tới thành phố này. Với Ukraine, Bakhmut không chỉ là một điểm phòng thủ mà còn là một trong những trung tâm giao thông lớn và cuối cùng ở Donbass còn nằm trong tay Kyiv. Tất cả các tuyến tiếp vận của quân đội Ukraine từ Donbass đều phải qua đây. Quân đội Nga vừa đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh lính rủ nước này sử dụng xe bọc thép kẻ hủy diệt để tấn công lực lượng phòng thủ Ukraine. Cụ thể trong đoạn video là hình ảnh xe thiết sáp BMPT Terminator kẻ hủy diệt nã pháo hỗ trợ lực lượng lính rủ nước này tiến công vị trí phòng thủ của quân đội Ukraine trong một cánh rừng. Theo đó, sau khi máy bay không người lái UAV trinh sát phát hiện cứ điểm phòng ngự của quân đội Ukraine nằm sâu trong một cánh rừng thông, lực lượng đổ bộ đường không Nga đã ngay lập tức được điều động. Bên cạnh xe thiết giáp kẻ hủy diệt, lực lượng tấn công của Nga còn được hỗ trợ bởi ít nhất hai xe bọc thép khác. Hoạt lực vượt trội từ vũ khí hạng nặng trên các xe thiết giáp đã giúp lính dù Nga nhanh chóng giành được lợi thế. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cứ điểm phòng ngự của quân đội Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn. Thời gian và địa điểm chính xác của cuộc tập kích trên không được quân đội Nga công bố. Nhà chức trách Ukraine cũng chưa lên tiếng bình luận về đoạn video trên. Cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas McGregor mới đây cho biết, quân đội Nga sẽ tiêu diệt lính đánh thuê phục vụ cho Ukraine trong khu vực hoạt động đặc biệt. Đại tá Mỹ cho biết, chúng ta sẽ sớm thấy một cuộc thanh trừng, không có số lượng vũ khí nào mà chúng ta ném vào đó có thể thay đổi được tiến trình sự kiện. 30.000 người nước ngoài trong hàng ngũ quân đội Ukraine sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Tất cả bọn họ sẽ sớm bị tiêu diệt trong các sự kiện sắp tới. Vài ngày trước đó, Đại tá Douglas McGregor tuyên bố về sự sụp đổ của lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng nam của chiến dịch đặc biệt. Đại tá nhấn mạnh, nhờ các chiến thuật hiện đại của quân đội Nga, khả năng trinh sát và dẫn đường mạnh mẽ, họ đã vượt qua được mặt trận và tiến về phía trước. Sự tham gia của số lượng lớn lính đánh thuê cho phía Kiev trong các trận chiến sành Bakhmut đã được báo cáo bởi Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akamat và Phó Chỉ huy Quân đoàn thứ hai của Dân quân Nhân dân Lugansk, Apti Alaudinov. Theo ông Alaudinov, trong thành phố có những người lính đánh thuê cao cấp từ các quốc gia NATO bị thương mà quân đội Ukraine đang cố gắng đột nhập vào làng để sơ tán. Ở một diễn biến khác, ngày 13 tháng 2, văn phòng báo chí của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga SPR cáo buộc Mỹ đang tuyển mộ các tay súng Hồi giáo để thực hiện những cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga và cộng đồng các quốc gia độc lập SNG. Theo thông tin đáng tin cậy mà SVR nhận được, quân đội Mỹ đang tích cực tuyển mộ các tay súng từ các nhóm có liên kết với tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và Al-Qaeda để thực hiện những cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Nga và SNG. Theo SVR, vào tháng 1 năm nay, Mỹ đã tuyển mộ 60 phần tử khủng bố có kinh nghiệm chiến đấu ở Trung Đông những tay súng này đang trải qua một khóa đào tạo cấp tốc về cách chế tạo và sử dụng các thiết bị nổ tự chế tại căn cứ của Mỹ ở Antaf, Syria. Tuy nhiên, SPR không đưa ra thông tin cụ thể để chứng minh tuyên bố trên. Mỹ hiện chưa phản hồi về cáo buộc trên của Moscow. NATO gần đây đã thực hiện một cuộc khảo sát kho dự trữ đạn dược và phát hiện nguồn cung đã cạn kiệt đáng kể sau cuộc xung đột tại Ukraine. Theo báo cáo từ Reuters, kho dự trữ vũ khí của nhiều quốc gia NATO được cho là không đáp ứng các mục tiêu của khối trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga-Ukraine gần một năm trước. Hãng thông tấn dẫn lời một quan chức NATO giấu tên cho biết, sau khi kiểm tra, NATO phát hiện ra rằng số lượng trong kho dự trữ đã giảm mạnh trong bối cảnh Liên minh liên tục trang bị vũ khí cho Ukraine. Reuters cũng dẫn lời một nhà ngoại giao châu Âu giấu tên cho biết, nếu châu Âu xung đột với Nga, một số quốc gia sẽ hết đạn trong vài ngày tới mỗi đồng minh của NATO đều được yêu cầu duy trì khả năng phòng thủ nhằm chuẩn bị cho trường hợp tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào liên quan đến liên minh. Con số yêu cầu cụ thể cho từng quốc gia được giữ bí mật. Nhiều quan chức các nước NATO từng cho rằng, những cuộc chiến tiêu hao với những trận đấu phá quy mô lớn đã là dĩ vãng. Do đó, nhiều quốc gia NATO đã giảm quy mô kho dự trữ của họ, ngay cả trước khi Nga phát động chiến dịch tại Ukraine. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, NATO sẽ yêu cầu các thành viên bù đắp cho nguồn cung bị giảm bằng cách tăng sản xuất vũ khí, ở một số quốc gia, tăng cường sản xuất vũ khí đã được coi là mục tiêu chính, ngay cả khi NATO không đưa ra yêu cầu như vậy. Mỹ vẫn là nhà tài trợ vũ khí đơn lẻ lớn nhất Ukraine, và Bộ Quốc phòng nước này đã có kế hoạch bổ sung nguồn cung cấp. Cuối ngày 13 tháng 2, Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết, hai máy bay chiến đấu F-35 của nước này đã chặn ba máy bay quân sự của Nga trên bầu trời Ba Lan và hộ tống chúng ra khỏi không phận Ba Lan. Theo tuyên bố của bộ này, những chiếc máy bay không xác định khi đó đã tiếp cận khu vực thuộc trách nhiệm của NATO ở Ba Lan từ hướng Kaliningrad. Kaliningrad là vùng đất ven biển Baltic của Nga nằm giữa NATO và các thành viên Liên minh châu Âu EU, Ba Lan và Litva. Theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng Hà Lan, sau khi nhận dạng, chúng tôi xác định được đó là máy bay IL-20M Cút A của Nga được hộ tống bởi hai chiếc Su-27 Flanker. Những chiếc F-35 của Hà Lan đã hộ tống thời điểm đầu sau đó bàn giao việc hộ tống cho đối tác NATO. Bộ cho biết thêm, 8 chiếc F-35 của Hà Lan đang đồn trú tại Ba Lan trong tháng 2 và tháng 3. Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi đề nghị bình luận về sự việc. F-35 có 3 phiên bản. F-35A là phiên bản phổ biến nhất dành cho không quân Mỹ và các đồng minh. F-35B là phiên bản có thể cất hạ cánh thẳng đứng, trong khi F-35C là phiên bản được biên chế cho Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ. Theo hãng thông tấn TASS, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ngày 14 tháng 2 thông báo hệ thống phòng không của tàu đổ bộ cỡ lớn Đô đốc Neveskoi thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã phá hủy một máy bay không người lái UAV trong một cuộc tập trận gần quần đảo Nam Kuril có tranh chấp. Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là vùng lãnh thổ phương bắc. Thông cáo của Hạm đội xác nhận theo kế hoạch tập trận thủy thủ đoàn của tàu Đô đốc Neveskoi phát hiện một UAV xuất phát từ đào hoang của một nhóm phá hoại trong quá trình diễn tập nhân viên đã sử dụng hệ thống Ikla Manpad để đánh chặn. UAV của cải địch đã bị hai tên lửa phá hủy. Trước đó, thủy thủ đoàn của tàu Đô đốc Neveskoy đã diễn tập cho người và phương tiện lên xuống tàu của lực lượng lính thủy đánh bộ thuộc hạm đội Thái Bình Dương ở Kamchatka. Trong một thông báo được đưa ra vào hôm 13 tháng 2, quân đội Mỹ cho biết lực lượng này đã thu giữ các linh kiện điện tử quan trọng sau khi trục vớt khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi ngoài khơi bờ biển bang Nam Carolina. Phía Mỹ cho hay lực lượng tìm kiếm đã thu hồi nhiều mảnh vỡ quan trọng tại hiện trường, trong đó có nhiều thiết bị cảm biến, linh kiện đặc biệt cùng phần lớn cấu trúc của khí cầu. Quân đội Mỹ đồng thời tiết lộ những thiết bị và linh kiện đặc biệt bị thu giữ, nhiều khả năng được sử dụng cho hoạt động thu thập thông tin tình báo. Vụ bắn rơi khí cầu hôm 4 tháng 2 đã thổi bùng lên nhiều tranh cãi về trách nhiệm và vai trò của chính quyền Tổng thống Joe Biden khi để cho một vật thể bay không xác định của nước ngoài xâm nhập không phận. Để trấn an dư luận, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 13 tháng 2 đã lên tiếng khẳng định, các khí cầu được phát hiện gần đây không phải là một mối đe dọa quân sự. Tôi muốn đảm bảo với người dân Mỹ rằng, những vật thể này không để lại mối đe dọa quân sự cho bất kỳ ai dưới mặt đất. Tuy nhiên, chúng để lại mối nguy cơ gây mất an ninh hàng không, cùng với đó là nguy cơ lộ thông tin tình báo. Mỹ vừa lên tiếng tuyên bố ủng hộ Philippines sau khi Manila cáo buộc Trung Quốc chiếu tia laser vào một tàu ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố rằng, Mỹ đứng về phía đồng minh Philippines trong vụ lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc được cho là đã sử dụng các thiết bị laser nhằm vào thủy thủ đoàn của một tàu tuần xuyên Philippines hôm 6 tháng 2 ở Biển Đông. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, hành vi của tàu Trung Quốc mang tính khiêu khích và gây mất an toàn. Người phát ngôn nói thêm, hành vi nguy hiểm của Trung Quốc đe dọa trực tiếp hòa bình và ổn định khu vực, xâm phạm quyền tự do so hàng hải ở Biển Đông được đảm bảo theo luật pháp quốc tế và làm suy yếu trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, PCG, cáo buộc tàu cảnh sát biển Trung Quốc với số hiệu 5205 đã bật ánh sáng xanh hai lần về phía tàu BRP Malapascua và đây là tia la xe cấp độ quân sự. PCG nói rằng động thái này đã khiến các thủy thủ đoàn trên tàu Malapascua bị mù tạm thời và gây nguy hiểm cho họ. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, vụ việc xảy ra vào ngày 6 tháng 2 khi tàu tuần duyên Philippines ở khu vực Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam PCG không giải thích chi tiết là xe cấp độ quân sự, nhưng hình ảnh do PCG cung cấp cho thấy ánh sáng xanh phát ra từ một tàu Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này đã tuân thủ luật pháp, song không nêu chi tiết vụ việc. Số người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tiếp tục tăng mạnh khi cơ hội sống sót của những người mắc kẹt trong đống đổ nát giảm dần. Thiệt hại vật chất của phía Thổ Nhĩ Kỳ có thể lên tới hơn 84 tỷ đô la. Guardian dẫn số liệu thống kê cho biết, tính đến cuối ngày 13 tháng 2, Số người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt 37.000. Trong đó số người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ hơn 31.600, ở Syria là hơn 5.700. Đây là một trong những trận động đất chết chóc nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng các vấn đề đô thị Thổ Nhĩ Kỳ, Murat Kurum cho hay, khoảng 42.000 tòa nhà ở 10 tỉnh của nước này đã bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng. Theo báo cáo đánh giá của hiệp hội doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra vào cuối tuần qua, quốc gia này có thể mất khoảng 84 tỷ đô la để tái thiết sau động đất. Báo cáo cho biết, chi phí tái thiết chủ yếu là xây dựng lại nhà cửa, hệ thống điện và liên lạc, cũng như đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cam kết chính phủ sẽ hoàn tất công tác tái thiết trong vòng một năm và chuẩn bị cho chương trình đưa đất nước đứng dậy trở lại. Theo thống kê, khoảng 13,4 triệu người sống ở 10 tỉnh hay 15% dân số Thổ Nhĩ Kỳ bị ảnh hưởng bởi trận động đất hôm mùng 6 tháng 2. Các vùng này đóng góp khoảng 10% GDP. Chính phủ của tổng thống Erdogan đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở các tỉnh này trong vòng 3 tháng. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Leconu, đã chỉ trích bộ phim Black Panther: Wakanda Forever thể hiện hình ảnh sai lệch và gây hiểu lầm về quân đội nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Sebastian Leconu, ngày 12 tháng 2 tuyên bố, ông cực lực lên án cách thể hiện sai sự thật và gây hiểu nhầm về lực lượng vũ trang của nước này khi đề cập đến bộ phim Black Panther: Wakanda Forever do Marvel sản xuất. Bộ phim là phần phim riêng thứ hai của thương hiệu điện ảnh về siêu anh hùng báo đen thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel, được công chiếu ở Pháp từ tháng 11 năm 2022. Trong đó thể hiện hình ảnh một nhóm lính đánh thuê lấy trộm tài nguyên của Wakanda, một quốc gia giả định ở châu Phi. Một nhà báo Pháp cuối tuần trước chỉ ra điểm giống nhau giữa đồ ngụy trang mà nhóm lính đánh thuê này mặc với họa tiết trên quân phục được binh sĩ Pháp sử dụng trong 10 năm tiến hành chiến dịch quân sự ở Mali. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Lekonu theo đó nhận định, Tôi tưởng nhớ 58 binh sĩ Pháp đã thiệt mạng trong khi bảo vệ Mali, theo yêu cầu của nước này, chống lại các nhóm khủng bố Hồi giáo. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Pháp ngày 13 tháng 2 cho biết, tất cả yếu tố của bộ phim như tên và địa danh đều là hư cấu, song ám chỉ rõ ràng về nước Pháp. Quân đội Pháp bị khắc họa như lực lượng tham gia cướp bóc tài nguyên của một đất nước. Điều đó tất nhiên không thể chấp nhận được phát ngôn viên Pháp cho biết thêm, chúng tôi không yêu cầu hãng sản xuất gỡ bỏ bộ phim hay bất cứ điều gì khác. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp có trách nhiệm bảo vệ quân đội Pháp, những người đã tham gia chiến dịch tại Mali để bảo vệ nước này trước các nhóm khủng bố. Tờ Kyodo của Nhật Bản hôm qua 13 tháng 2 dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, nước này đang xem xét thực hiện mua gói tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ ngay trong năm tài khóa 2023, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu vài năm động thái thể hiện rõ nỗ lực của Nhật Bản trong việc đưa các tên lửa tầm xa do Mỹ phát triển vào sử dụng càng sớm càng tốt nhằm tăng cường khả năng gian đe quân sự. Nguồn tin cho biết, chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc đàm phán mua khoảng 500 quả Tomahawk kiểu mới nhất mà hải quân Mỹ sử dụng và có thể phóng từ các tàu khu trục Aegis của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản. Theo các tài liệu, tên lửa Tomahawk có phạm vi tấn công khoảng 1.600 km sẽ được sử dụng để phát triển khả năng phản công cho đến khi Nhật Bản triển khai các tên lửa sản xuất nội địa. Trong ba tài liệu quốc phòng quan trọng được cập nhật vào tháng 12 năm 2022, chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẽ sở hữu khả năng phản công, cho phép tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của kẻ thù trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, chính phủ cũng đã thông qua dự thảo ngân sách ban đầu cho năm tài khóa 2023, trong đó sẽ phân bổ 211,3 tỷ yên, tương đương 1,6 tỷ đô la để mua tên lửa hành trình Tomahawk. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thế giới tối, phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới Nhiêng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại